chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 30side TV. Ngày hôm nay trong số lột xác thứ 10 thì bên cạnh Phương Thảo còn có một người bạn đồng hành nữa, đó chính là anh Quang Hưng. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì kênh 30side TV đã đạt được 100.000 subscribe và để kỷ niệm cho sự kiện này thì đây sẽ là một số lột xác đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì hãy cùng chúng mình chờ đến cuối chương trình nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem nhân vật trải nghiệm ngày hôm nay là ai và bạn ấy sẽ thay đổi như thế nào. Xin chào. Mình là Ngọc Thọ, năm nay mình 22 tuổi, là sinh viên năm cuối. Vì chuẩn bị ra trường nên mình muốn thay đổi diện mạo theo một phong cách trông trưởng thành và chín chắn hơn để có thể giúp mình trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, mình đã đăng ký để trở thành nhân vật trải nghiệm của lột xác 30side. Và rất may mắn mình đã được mời đến chương trình. Rất mong sau khi thay đổi thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Nhân vật của chúng mình muốn hướng đến đó là trưởng thành và chín chắn hơn. Vì vậy mà ngày hôm nay thì anh Nam Stylist sẽ giúp cho bạn ấy tạo kiểu tóc side part, khiến cho khuôn mặt sáng hơn và trở nên lịch sự hơn. Bên cạnh đó thì chúng mình sẽ thay đổi một chút màu tóc của bạn ấy nữa. Kiểu tóc của bạn ấy. Thế nhưng mà khoan, hãy đừng tò mò vội, bởi vì chỉ một lát nữa thôi thì các bạn sẽ biết được rằng là nhân vật đã có sự thay đổi như thế nào sau khi chúng ta bước đến chặng đường thay đổi phong cách thời trang, đúng không anh? Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng di chuyển đến Adam Store ở 209 phố Huế để bắt đầu hành trình thứ hai. Sự thay đổi khá là ấn tượng với nhân vật trải nghiệm của chúng ta, một hình ảnh hoàn toàn khác so với những lúc mà tôi gặp bạn ấy lúc đầu, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Không biết là cảm xúc của bạn như thế nào sau khi được thay đổi cả kiểu tóc lẫn trang phục như thế này? Mình cũng rất là ấn tượng về sự thay đổi của mình. Nó coi như là sự lột xác nào đó, khiến mình bất ngờ, mình thích với kiểu như thế này. Và chương trình cũng đã chuẩn bị cho bạn một phần quà nữa, đó chính là một loại sáp của Bivalent Silver Fox do 30side TV tài trợ, sẽ giúp bạn đẹp trai hơn trong các buổi sáng.
Và Adam Store cũng có một phần quà dành cho nhân vật trải nghiệm của chúng ta, một chiếc áo sơ mi trị giá 600.000 đồng. Hy vọng rằng là bạn sẽ thích những món quà trong chương trình ngày hôm nay. Thế nhưng mà những bất ngờ dành cho nhân vật trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đó, đúng không anh Quang Hưng? Đúng rồi, và như ngay từ đầu chương trình mình đã nói thì bạn nhân vật trải nghiệm chúng ta ngày hôm nay sẽ nhận được thêm một phần quà bí mật nữa nằm trong chiếc lọ thủy tinh này. Trong này thì có 10 lá thăm. Và bạn có đoán xem là 10 phần quà mà bạn có thể nhận được là gì không? Không. Và ngay bây giờ thì chúng mình hãy cùng tìm câu trả lời bằng cách là bạn sẽ bốc thăm một phiếu và phần quà của bạn ấy sẽ nằm trong đó. Bạn hãy đọc to phần quà của mình lên nhé. Bữa tối đặc biệt cùng với chương trình. Bạn có thể đưa tất cả cho tất cả các bạn khán giả cùng xem. Một bữa tối đặc biệt cùng với chương trình. Và đặc biệt như thế nào và ở đâu thì các bạn hãy cùng theo chân chúng mình để đi tiếp hành trình tiếp theo nhé. Các bạn thân mến, chúng mình đang có mặt tại Pizza Home số 283 Kim Mã. Và đây chính là bữa tối mà chương trình đã chuẩn bị cho nhân vật trải nghiệm của chúng ta. Đây là một sản phẩm set pizza hình trái tim, một sản phẩm rất là đáng yêu và cũng rất là độc đáo, chỉ có tại Pizza Home mà thôi. Vậy nếu như mà cặp đôi nào mà muốn có một buổi tối đi chơi đáng yêu và lãng mạn như thế này thì hãy nốt lại địa chỉ này nhá. Tuy hôm nay không phải là cặp đôi mà là cặp ba, nhưng mà mình hy vọng đây vẫn là một buổi tối vui vẻ. Mời các bạn ăn thôi.